2024. Cái này là 2 năm có lần hay 4 năm có lần như thế. Họ một câu vô duyên đúng không? 4 năm có một lần. Nhưng mà cứ mỗi 2 năm thì mọi người được xem một cái giải đấu lớn. Ok. Thì hôm nay Eric and Marty Thế and anh Buffon Hoàng Long. Hoàng Buffon. And anh Dan Huy MU. And Eric. Thì năm nay Eric và anh Marty Thế cũng có nha quyết định ha. Cái này cái idea mình là Eric có hỏi anh Thế cả 7-8 năm trước anh Thế chưa chịu ha. Giờ thì anh Thế Mai Thế bắt đầu ok rồi. Thì Eric có một cái chương trình nói về Euro Cup 2024 năm nay, nó gọi là Let's Kick It Talk Show. Cái này mình chỉ anh em mình bạn bè thân thiết ngồi nói chuyện nó gọi là bàn tán hả cái gì bàn đàn cho vui và có thể cho những bạn mà biết thích về bóng đá thì có thể theo dõi chương trình này. Thì anh Thế lên chương trình cũng nhiều lần, anh Buffon Hoàng Long cũng đã lên TV nhiều lần và anh Danny cũng lên chương trình cũng nhiều lần, chỉ có Eric là chưa bao giờ lên chương trình này. Nhiều khi mình nói chuyện thì cũng có sai và có đúng, thì nếu mà có sai thì bỏ qua, mà nếu mà có đúng thì subscribe and like and share. Không ok gì. Cái đó là cái nhận định riêng của cái nhóm của anh em mình thôi. Cái này thì là nhận định thì có tính chủ quan. Thì chắc cũng có thể là cũng đúng với lại một số cái nhận định của các bạn, các anh, các chú, các quý vị yêu thể thao ở ngoài kia. Nhưng mà thì cũng như Eric Hiệp với lại Mai Thị Thế có nói chuyện thì là lúc trước có một số anh em cũng làm cho chương trình thể thao cho các đài TV khác nhau, nhưng mà trên chương trình thì là thời gian nó có hạn. Được. Thì làm cái show này thì không những Eric, Huy, Hoàng, Giải Thế và chương trình cũng sẽ có mời một số các anh em yêu thể thao ngồi kia, quý vị, một số bạn bè, quý vị nào cứ yêu bộ môn túc cầu này, có kiến thức về bộ môn túc cầu này thì mình sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau, thì có những cái chia sẻ và có những cái ý kiến mà nhiều khi cũng trái chiều nhưng mà nó là những cái nhận định hay. Để biết không đâu. Không có under over hay chấp nửa trái rưỡi, không có đi mà anh em chúng em chỉ có bàn toán những trận đấu sắp tới và đã qua để cho vui thôi. Ok. Trước nhất thì bây giờ thì Eric với Mai Thế thì cũng có chút xíu ý kiến của mình rồi. Bây giờ mời cho Hoàng. Anh, ở đây nói lại nữa là anh Hoàng đây là một thủ môn xuất sắc nhất trong trong làng bóng đá Việt Nam ở đây, gọi là Buffon Long, Hoàng Long. Không khí của Euro và Hoàng Long thì sao ạ? Thì cảm ơn, trước hết thì xin cảm ơn Thế, anh Hiệp và Danny. Cũng cho Hoàng Long cơ hội lên đây ngồi nói chuyện sàm với anh em. Thật sự thì cũng như anh Thế, anh Hiệp vừa nói là những nhận định trên đây hoặc là những cái ý kiến trên đây có thể trái chiều, thì nếu mà ai mà cá ly trà đá mà thua thì đừng có bắt tụi này ra. Một ly trà đá mà thua đừng có đem tụi này ra mà ném đá thì sao? Ok, Huy có vài lời Huy. Dạ, đầu tiên thì xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Let's Kick It của do anh Thế cũng như là anh Hiệp làm nên. Thì em Danny thì cũng còn rất là trẻ nhưng mà rất là thích cái bộ môn bóng đá gọi là túc cầu. Thì có một cái chương trình cho các anh làm thì rất là sẵn lòng để lên để chia sẻ những cái thông tin, một số kiến thức mà Danny cũng có tìm hiểu. Thì ở đây là như cái anh em đã nói là mọi người chỉ là không phải là chuyên gia, mình không phải là những người bình luận viên hay là những người chuyên gia về bóng đá, cho nên là những cái ý kiến thì chắc chắn sẽ có đôi lúc cũng có thể có sơ sót, thì mong quý vị thông cảm và sẽ lúc nào cũng theo dõi chương trình với một cái tâm thế là enjoy, thư giãn sau một ngày làm việc thôi. Thì chương trình thì như bắt đầu
sẽ là cố gắng đem đến quý vị khán giả mỗi ngày, hy vọng là sẽ mỗi ngày. Vì cái mình ở Mỹ thì cũng lợi thế là cái giờ đá thì cũng sáng sớm, thì buổi trưa buổi chiều thì anh em có thể quay và quý vị có thể theo dõi vào buổi tối sau giờ cơm này nọ. Thì rất là cảm ơn các anh một lần nữa cho em có cơ hội được lên chương trình để chia sẻ với khán giả. Huy đây là fan cứng của MU nha. Dạ thôi MU giấu mình giấu lắm. Huy này là fan cứng của đội tuyển Anh, nhưng mà đúng rồi, Euro thì là tiếng Anh. Euro là tiếng Anh. Bây giờ câu lạc bộ mình qua rồi, bây giờ mình lên thành phố rồi, phường xã là bỏ qua thôi. Tại vì chương trình thì những cái nhận định của chương trình thì những nhận định đó rất là riêng. Ở góc độ của ba anh em chơi đá banh thì là Mai Thi Thế, Hoàng Long với lại Eric Hiệp sẽ có cái nhìn nó có chút xíu chuyên môn của những người đã chơi đá banh. Còn Danny Huy thì sẽ nhìn ở góc độ của fan hâm mộ. Thì mặc dù chương trình có những cái nhận định về tương quan lực lượng, đấu pháp, chiến thuật và những cái điểm mạnh, điểm yếu của các đội, nhưng mà nói về có chút xíu về cái vấn đề mà có nhìn nhận về các đội thì là không có ai mà nhận định chính xác bằng các hãng cá cược. Cái đó là sự thật. Tại vì mình không muốn, thì nó phải vậy. Họ biết từng điểm mạnh, từng điểm yếu, và trước trận đấu thì có chuyện gì xảy ra của từng đội, nên hãng cá cược họ là những người mà nhận định cái trận đấu đúng nhất. Và mặc dù ekip làm việc của Cinema Studio sẽ có một cái nhìn rất là chủ quan, nhưng mà bên cạnh đó mặc dù đội mạnh đội yếu nhưng mà họ sẽ chấp nhiều trái là cái gì đó thì mình cũng không biết được. Nói theo mấy người dân nói là dân cá độ, nói là bỏ tiền ra thì mới biết liền. Cứ bỏ tiền ra là biết liền. Các bạn nào mà không hiểu về bóng đá cứ bỏ tiền ra. Có giống như là mấy anh mấy chú ở ngoài kia. Đúng rồi. Có ngon bỏ tiền vô. Bỏ tiền vô là biết. Anyway, thôi mình không khí đi. Sau phần bô sa và phần giới thiệu anh em mình cho mình. Rồi anh Thế, giải World Cup vừa rồi là ai là đương kim vô địch? Đương kim vô địch World Cup thì mọi người cũng biết rằng là chắc có lẽ là Lionel Messi là cái người nâng cúp vàng cho đội Argentina. Và đội tuyển Pháp sau khi đã có cú lội ngược dòng thì vẫn thua ở lục ở cái đá PK, nhưng mà một lần nữa thì Mbappe quá hay, nhưng mà phải lỡ hẹn với chiếc cúp. Mặc dù trước đó là sao mình đang nói về Euro Cup hay là mình đang nói về World Cup, nhưng mà mình đang nói về là trước cái giải Euro Cup của 2020 là sau cái dịch thì họ đã dời về là năm 2021. Thì là lúc đó thì là đội tuyển Italy đã đánh bại đội tuyển Anh ở lọt đá luân lưu. Thì vẫn là sau đó một năm rưỡi thì là mình được thưởng thức ở Qatar. Thì là một lần nữa thì Messi lại nâng cúp. Thì mọi người đang nghĩ rằng có một cái điều gì đó cho Ronaldo ở lần cuối cùng của giải Euro kỳ này hay không? Rồi còn giải Euro vừa rồi Tiếp theo với anh Thế luôn đó là có thể là cả thế giới đứng về Messi trong cái năm vừa rồi. Dù sao Mbappe thì rất là hay, đội tuyển Pháp rất là hay, nhưng mà đường còn dài quá, mà Messi thì đã đi vào tuổi xế chiều rồi. Cho nên chiến thắng của Messi có thể là những fan không hâm mộ Messi nhưng mà cũng cảm thấy rất là hài lòng khi mà Messi và đội tuyển Argentina giành chiếc cúp vô địch. Messi thì miễn bàn rồi, tài năng thì khỏi bàn rồi, nhưng mà để cho cầu thủ đó về hưu mà không có một chiếc cúp vô địch thế giới thì cũng là một điều rất là buồn. Cho nên chiếc cúp vừa rồi là rất là xứng đáng, và coi như là cả thế giới đều nghĩ là đó là một cái gì đó để muốn tri ân. Bây giờ tri ân Messi đã cống hiến cho khán giả trong bao nhiêu nền thể thao thế giới bao nhiêu năm nay. Có thể là Messi không thể tham dự
cái gì chuyện đó cũng chưa biết, còn vẫn còn Messi vẫn còn đang mở cửa để có thể tham dự, nhưng mà nó thời gian nó khắc nghiệt lắm, 4 năm nó qua cũng gọi là lớn tuổi rồi. Nếu mà cầu thủ lớn tuổi ở cầu thủ lớn tuổi mà họ thi đấu không có bị dính chấn thương nặng á, thì cái tuổi thọ của họ họ kéo dài nhiều hơn. Chơi được lâu dài hơn. Giống như là Hoàng Long vừa nói là liệu có thể rằng một cái giải này những cái mẫu mực, những cái cống hiến của Ronaldo trong suốt một chuỗi từ năm 2004 là anh tham dự Euro đầu tiên. Khi mà tại quê hương của mình, mặc dù đánh bại ở đội Hy Lạp ở vòng bảng, nhưng mà vào trận chung kết thì họ đã thất thủ trước một Hy Lạp là có lối đá phòng thủ rất là khoa học, và trên đó là chỉ có một tiền đạo mũi nhọn là Cherotic mà anh đã ghi bàn, thì là giọt nước mắt của Ronaldo lúc đó đã chảy khi mà anh còn rất trẻ. Em bên cạnh Messi hơn anh. Đúng rồi, em mỗi người Messi có một cái thích, mình vẫn thích Messi. Về cái tài và cái đức tính hiền lành của Messi. Mà Ronaldo cũng là mẫu một cầu thủ mà để cho cái thế hệ trẻ noi theo, là một mẫu cầu thủ rất là cần cù, vượt khó và lúc nào cũng là mẫu mực từ trong sân tập và ở trong đội. Nên những cống hiến của Ronaldo thì mọi người yêu Ronaldo có thể nghĩ rằng đây là một cái thức quái hậu khi cho Ronaldo, khi một lần nữa Ronaldo có thể là nâng chiếc cúp cho Portugal ở năm nay hay không. Anh nghĩ Portugal lấy không? Portugal là lực lượng rất mạnh nha. Nhưng mà trong những trận đấu quyết định thì chỉ cần sơ sẩy một vài đường banh thì là mình đâu có nghĩ rằng mà đội tuyển Pháp đã rất hay trước đội Portugal của năm 2016 thì là không ngờ ngay sân nhà đội tuyển Pháp rất hay, mà chỉ còn mấy second nữa thì bóng đã dội trụ, trong khi đó mà BB đã ôm đầu rồi, thì không ngờ là như vậy. Như một Elder thì cũng cầu thủ của câu lạc bộ của đội tuyển Pháp đã ghi bàn kết thúc đội tuyển Pháp ngay trên thánh địa của đội tuyển Pháp, thì mình cũng trong bóng đá mình không có ngờ được. Trong bóng đá nhiều khi cũng hay thì hay thiệt, mà chúng phải có cái hên cái xui nữa chứ không phải là hay là hay cái may mắn. Cái may mắn là cái đó có. Nữa gọi là có tài mà không có đức cũng vậy thôi, đúng không? nhiều lúc tổ chưa có thương. Đúng rồi, nhiều khi cái gì cũng có tổ, có kiên có lành, cái đó là sự thật nha. Có ai để ý vừa anh Hiệp vừa nói là có tài mà không có đức, có chịu đức á, ngày mai lần đầu tiên. Để ý đi. Mà không khí nếu ngày mai nhiều ghế có thể là đức, có thể là đi đức, đi đức có thể. cái đó là mấy người đánh đề và bàn đề á là cứ. Nhưng mà không khí bô sa của mình để chuẩn bị cho ngày mai thì thấy hơi lắng động á. Hơi yên. Năm nay chắc có lẽ là tình hình kinh tế khó khăn quá. Đúng. Ngay cả tất cả các truyền thông hay là báo chí không còn rần rộ như xưa. Nhiều nhà tài trợ nhiều khi nền kinh tế khó khăn đó, thì nhiều tài trợ cũng rút. Okay, với lại công nghệ thông tin bây giờ họ phát triển công nghệ thông tin phát triển nên họ những cái công ty khác họ có thể họ dùng những công nghệ thông tin YouTube, Facebook, TikTok này nọ để họ quảng bá công ty của họ, thì họ cũng không có những tài trợ cho các nhà đài, thì có nhiều người gọi 3-4 người. Nếu mà nói tài trợ giờ tiện thể đây Eric mới nhớ rằng ai có muốn tài trợ show này xin liên lạc với Mai Thị Thế Eric, hay là Buffon Phong là Hoàng Long Andy Huy cũng được nha. Yes, trước mắt thì cũng có nhà tài trợ mà lúc nào cũng một người bạn, một người anh em rất là thân, và một người đóng góp âm thầm, đóng góp rất nhiều cho phong trào đá banh tại địa phương của Bô Sa Lý Đô Sài Gòn, một người đứng sau lưng hỗ trợ các bạn, các em Úc, các đàn em để đi thi đấu xa, đó là Nam, number one compressor.
Number one auto compressor là Nam. À. Nam cũng lúc nào, Nam là một cái người mà cũng mười mấy năm qua âm thầm sau lưng, cũng lúc nào cũng tài trợ ủng hộ cho phong trào ở đây hết. Một nửa chương trình cảm ơn Nam, Number One Auto Compressor đã tài trợ cho những áo đấu, cho những chương trình, những bình nước, những cái banh nước Nam. Thì một lần nữa cũng thay mặt cho ekip làm việc cũng cảm ơn Nam. Thì trước mắt là có Nam, thì sau nữa thì quý vị cứ liên lạc về Eric Hiệp để tài trợ cho chương trình. Thì nói về không khí thì mọi người có hỏi là coi ở đâu cho vui. Thì những người mà yêu thể thao giống như Hoàng Long với lại Eric Hiệp hay Thế hay là Danny Huy mà thích coi, với lại những người mà có đá banh đó, hiểu đá banh đó, thì bây giờ thì có thể tới Giao Sài Gòn Cà Phê của cầu thủ Hoài, cũng là một cái người mà cũng thi đấu nhiều năm qua, cũng bây giờ có cái sở thương mại riêng, cũng là một cái nơi để cho mọi người về xem cũng rất hay, là nhiều người quen với lại cà phê dễ thương. Thì còn ai mà vừa những cô chú bác lớn đó mà không có thích không khí hút thuốc ở trong đó thì cứ đến với lại cái chỗ mà cà phê Gypsy, phải không? Gypsy. Đó, cái đó là địa điểm lý tưởng, vừa ăn vừa xem vừa coi vừa gặp các cô chú bác lớn. Cái chỗ đó thì mình hay thấy những người đó tới đâu. Thì rồi Huy, thì em có ở nhà, có ở nhà chắc là thường thì quý vị cũng biết, thì bây giờ thường thì internet thì em cũng có một số cái subscription thì bây giờ họ cũng carry mấy cái giải bóng đá, đặc biệt là Mỹ. Thì quý vị, nếu quý vị mà có cái này là phần viên về phần streaming nha, thì theo này được biết thì Fox sẽ có, cũng như là ESPN Plus. Nếu quý vị có cái deal mà như Danny đang có là cái deal vừa Hulu vừa Disney Plus vừa ESPN Plus. Là cái giải này là chiếu toàn những trận đấu là trên đài đó không, hay là trên ESPN Plus và hoặc là Fox Soccer Plus mới có nha. Chứ còn mà đài Fox TV thì sẽ rất là ít, có thể họ sẽ chiếu một số cái trận playoff thôi. Tại vì Mỹ nó không, nó vẫn với lại năm nay là một phần nữa là Mỹ, đội tuyển Mỹ lại tham dự Copa America cùng lúc là được khách mời Nam đội một đội Bắc Mỹ, nhưng mà lại được khách mời cho cái giải Nam Mỹ cho mà nên là tổ chức ở Mỹ nha. Dạ đúng rồi, tổ chức ở Mỹ luôn, cũng giống như là Copa kỷ niệm 100 năm tổ chức ở Mỹ. Cho nên là có vẻ là những cái nhà đài thì họ sẽ ưu tiên chiếu chuyển Mỹ nhiều hơn. Nhưng mà nó có cái lạ là Huy với Hiệp với lại Hoàng Long có thấy là khi mà Copa America đá cùng với lại Euro thì thấy Euro nó lắng lướt quá ha. Euro nó nổi quá. Euro mọi người thích thú hơn. Nếu mà Copa America thì chỉ có mọi người chỉ thích là Brazil, Argentina, Chile. Tại vì một phần thì có vài đội nhiều cái cầu thủ Nam Mỹ cũng đến những các giải châu Âu thi đấu nhiều, thì họ cũng kéo fan của cái nước họ xem giải châu Âu nhiều. Thì đúng, năm nay đặc biệt cái là giải Euro với lại Copa America nó diễn ra gần như là song song. Dạ đúng, hình như nó là chia đều ra, coi như là buổi sáng á, quý vị coi ở Mỹ, nếu mà ở giờ California đó là từ 6 giờ, 9 giờ và 12 giờ. Rồi xong rồi giải Euro đó. Đúng rồi. Giải Euro đó, rồi xong rồi mọi người đi ăn trưa nghỉ ngơi. Rồi bắt đầu 3 giờ tới 6 giờ chiều. Dạ, nhưng mà chương trình Let's Kick It là chắc có thể chú trọng Euro nhiều hơn. Có thể vô playoff thì maybe, hoặc là tuyển Mỹ thì mình có thể mình nói thêm nhiều hơn chút xíu. Thì là chương trình giải Euro thì sẽ có 7 ngày. Đá là từ 6 giờ, 9 giờ, 12 giờ. Chỉ có cái ngày thứ 3 của cái tuần sắp tới thì là không có trận 6 giờ. Thì từ thứ 6 tới thứ 7 là 7 ngày có 6 giờ. Rồi sau đó thì là khi mà các trận đấu vào trận thứ 3 thì là mỗi bảng đấu cho cái tính công bằng thì là hai trận đấu sẽ cũng một cùng một giờ. Nên giải Euro thì cái tính khốc liệt cạnh tranh của nó thì Mai Thế nghĩ rằng 24 đội vào thì 24 đội đều hay. Và mặc dù là cái giải World Cup nó là giải hay nhất hành tinh, nhưng mà cái tính cạnh tranh khốc liệt thì giải Euro nó vẫn hơn. Cái vòng loại Euro thì cũng nhiều đội hơn là tại vì châu Âu thì rất là rộng. Cái năm đội... mấy đội, năm mấy quốc gia. Rồi bây giờ mình nói về trận ngày mai đi.
Mở mang này ngày mai hình như là Germany đã quấn với Scotland. Thì thấy Germany nè. Đã mặt chưa? Germany. Anh thấy làm sao trận mình này? Mình bằng áo Germany mà mình nói trước thì nó hơi Cái chuyện đi Đức. Bây giờ mình nhường cho, tại vì cách đây 3 năm chứ không phải là 4 năm. Cách đây 3 năm thì cái giải châu Âu nó có một cái sự cố. Mà khi mà cái sự cố đó xảy ra thì cái sự yêu thương của mọi người làm cho mọi người nó xích lại gần nhau hơn. Yeah. Làm cho mọi người cảm thấy cái tình thương của mọi người lại, và đâu đó nó có một cái gì đó, nó có một cái gì đó nó bất ngờ mà có thể mất mát đi, mà chỉ cần chỉ trong một vài giây thôi. Đó là cái sự đột quỵ của Ericsson. Thì cái đó lúc đó thì là cả, không phải riêng gì ở trên sân vận động mọi người chứng kiến, mà tất cả mọi người trên màn hình đều cảm thấy là thương và cảm thấy nó, cái cuộc sống này sao mà nó ngắn ngủi quá, đang vừa chạy tung tăng vừa bứt tốc, mà đang một cái ngay cái lúc mà anh lững thững theo banh vậy thì anh lại đột quỵ xuống. Thì chắc có lẽ chặng ngày mai mình, khi mà nói về Ericsson thì là một tiền vệ tài hoa mà mình cũng rất là quý, thì thôi để cho nó công bằng chút xíu thì mình nhường lại cho Hoàng Long là cái người bận áo của đội của Ericsson. Thì cảm ơn thế. Thật sự Hoàng Long chọn cái mà áo đang mặc hôm nay là ở cái tuổi này rồi, thì Hoàng Long sống về tinh thần nhiều. Mình cái tinh thần mình á, mình nhìn vô cái cầu thủ Ericsson á, nói luôn là không phải là mình nói về Ericsson là vì thấy Ericsson là người của Manchester United mà mình thích, nhưng mà thích ở cái là cái tinh thần. Mặc dù sau cái biến cái đột quỵ trên sân đó thì mọi người cứ nghĩ là Ericsson sẽ không trở lại sân bóng nữa, nhưng mà với cái tinh thần và sự cống hiến cho quốc gia rồi vượt qua tất cả mọi thứ, Ericsson đã trở lại và thi đấu coi như là mặc dù có tuổi nhưng vẫn bảo đảm đá 90 phút trên sân. Còn ngon cơ. Đó, thì đó đó là một cái gì đó để cho thế hệ trẻ noi theo. Tại vì để trong, tới trong cái tuổi 3 năm là Hy giành 3 cúp luôn. Thì đó, cho nên bởi vậy đừng có nói là cái tuổi tác nó là một cái yếu tố mà để loại bỏ giữa cầu thủ trẻ và cầu thủ có tuổi. Cầu thủ đâu đang nói nhiều cái gì. Nên, anh Hiệp không phải là có tuổi nữa mà anh Hiệp quá tuổi, có nhiều tuổi. với cái tinh thần mà sắt thép như vậy á, thì là một cái tấm gương cho tất cả các thế hệ cầu thủ noi theo. Yeah. Trên sân kỹ thuật thì các cầu thủ có thể trên lệch nhau. Trên lệch nhau không nhiều, nhưng mà cầu thủ mà tồn tại được sau trong những trận đấu mà những cái giờ khắc quyết định á, là cái sức bền và cái ý chí. Cho nên đó là điều mà Hoàng Long rất là thích khi mà mỗi lần xem những cái ngày hội bóng đá như thế này á, thì Hoàng Long hay nhìn vào những cái yếu tố đó hơn. Rồi còn Huy Anh yeah. Quốc sao? Anh Quốc là chắc cũng không đội trời chung vậy với Đức. Yeah. Chắc ngày mai nha, trong cho Đức thua lắm á. Thật sự thì ngày mai á, là cái này mình nói về một chút xíu về cái chuyên môn á, là thật sự Đức có một cái sự chuẩn bị cho Euro năm nay không có tốt, đúng không? Thật sự là không có tốt. Mặc dù là nhất là họ là đội chủ nhà thì đã không phải đá vòng loại, nhưng mà thứ nhất là họ phải trải qua một cái kỳ World Cup vừa rồi rất là tệ. Một lần nữa là hai lần liên tiếp là không vượt qua vòng bảng, và một đồng thời nữa là họ không phải thi đấu vòng loại Euro, mà tất cả những trận giao hữu của Đức cho tới điểm này thì kết quả không có tốt, và họ cũng đã phải thay huấn luyện viên một lần. Hansi Flick là phải thay bằng Nagelsmann. Yeah. Cho nên là em vẫn nghĩ ngày mai Đức sẽ chiến thắng, nhưng sẽ là một trận đấu khó khăn.
và tỷ số sẽ rất là cách biệt, em nghĩ một bàn thôi, một bàn. Dạ, chứ kèo chấp trái rưỡi thắng bàn thôi. Em nghĩ là cái chừng ngoài kia là bạn bè của mình là chắc cái này là ý kiến riêng tư của anh Danny thôi. À, tại vì ai mà theo Danny á mà trúng thì ok mà không đúng với mình thì đúng rồi, tại vì thật sự là nói chung là Scotland là không có đó, không phải không là vợ nha, không phải dễ ăn đâu nha. Họ nói có nhiều người á, có nhiều người cũng tham khảo. Ừ. Tham khảo thì tham khảo cũng vẫn là tham khảo thôi. Yeah. Nhưng mà cái khi mà quyết định vẫn là do cái người đó thôi. Yeah. Nhưng mà Danny Huy thì có cái nhận định rất đúng, là tại vì đội tuyển Đức nói chung là không phải là ở hai kỳ vừa rồi mà là ba kỳ giải lớn World Cup, Euro mà cũng ngoài năm 1996 khi đội tuyển Đức đã vô địch tại ngay sân Wembley của anh. Dạ. Sau một cú lội ngược dòng đó là mình cũng tới bây giờ Mai Thi Thế nghĩ rằng là cầu thủ mà chơi đầu mà hay trong các thế hệ qua của đội tuyển Đức vẫn là Behrhoff. Thì là sau khi đội lúc đó là Tiệp Khắc mà thời thiên thần có mái tóc vàng, rồi lúc đó đội tuyển Tiệp Khắc chơi rất hay, và anh Neves thì lúc đó cũng còn trẻ, nhưng mà mặc dù được quả phạt đền dẫn 1-0 trước mà cầu thủ vào thay người, lúc đó là Klinsmann còn đá nha. Yeah. Lúc đó là Klinsmann, mặc dù là những năm cuối mà Klinsmann vẫn còn hay, thì Behrhoff đã gỡ về một điều. Thì lúc đó là mọi người biết là lúc đó mình có cái gọi là golden goal đó. Là khi mà hiệp phụ mà thắng một cái là tự động thắng liền, không có cho đội khác cơ hội. Thì sau này họ mới chuyển qua là từ golden goal mới ra silver goal. Silver goal là cho nếu mà trong hiệp 1 mà anh vừa ghi bàn thì là đội kia vẫn có cơ hội cho tới hết hiệp 1. Nhưng mà sau này cái Liên đoàn bóng đá châu Âu, Liên đoàn bóng đá thế giới họ bỏ qua cái luật đó, là tại vì cảm thấy nó không công bằng lắm, dù gì đi nữa cho đội thua vẫn cho tới hai phụ, khắc nghiệt quá, làm như vậy thì đau quá. Thì lúc đó thì Behrhoff lại một lần nữa cũng từ Klinsmann truyền qua, thì Behrhoff lại xoay người ghi bàn. Thì sau năm 96 rồi phải mãi tới những năm sau, sau cái thế hệ của Sammer, Matthau đó, thì một cũng gần cả 4-6 năm sau thì Đức làm lại bóng đá, làm lại là từ nền tảng bóng đá, là đi từ dưới lên lại, là đưa bóng đá lên lại, thì bằng chứng rằng họ có một cái lứa cầu thủ thế hệ vàng mà mọi người đều biết rằng là Ozil, Podolski, nó những cầu thủ mà đã đưa đội tuyển Đức mà vô địch ở ngay tại Brazil. Thì sau thế hệ vàng đó thì bóng đá Đức họ cũng chững lại. Vài năm sau thì một vài cầu thủ của họ cũng có tuổi, và một vài lý do gì ở câu lạc bộ chấn thương thì họ cũng không còn như xưa nữa. Nhưng mà như Danny Huy vừa nói thì đội tuyển Đức sau ông Jurgen Klopp thì thay đổi huấn luyện viên, ông Flick cũng vẫn không có hợp với là đội. Thì bây giờ đội tuyển Đức vẫn cũng y ai ạch như là cổ xe tăng mà mọi người biết không, nhưng mà biết đâu được là họ có lợi thế sân nhà, với lại khi mà cái đội không được báo chí đánh giá cao nhất đúng. Thì họ lầm họ tiến sâu. Còn chẳng hạn như đội tuyển Anh mà sorry Danny Huy là cái đội mà Danny Huy rất là thích, báo chí đi tới một cái giải lớn nào báo chí giấy mực ở đâu cũng rần brand name đó, brand name rồi chưa kể là các vợ của các cầu thủ đó, rồi cũng làm cho tâm điểm báo chí truyền thông họ chú ý, thì các cầu thủ phân tâm. Một cái giải đấu lớn của những năm trước không thành công, mặc dù lứa thế hệ của họ thời mà của Sco, Sheringham, Beckham rồi họ rất hay mà cũng không thành công. Thì sau này ông Southgate ổng huấn luyện, ổng nắm đội thì là ổng kỷ luật hơn, thì là họ có những cái thành tích mỹ mãn hơn. Nhưng mà Mai Thi Thế nghĩ rằng ngày mai với lợi thế sân nhà và cái sự trở lại của Toni Kroos là đem về cái
một cái động lực về mặt tinh thần rất lớn cho đội tuyển Đức, thì là một cầu thủ mẫu mực, một cầu thủ kinh nghiệm, và anh là cầm trịch ở khu trung tuyến giữa sân, thì anh có những cái chỉ cần sơ sẩy những đường phát biên dài hay là những đường đá ở ngay cái tầm của tiền đạo di chuyển tới, thì là cũng đội tuyển Đức thì mọi người cũng vẫn là hy vọng cái sự cổ vũ của khán giả nhà. Và một đội tuyển Scotland mặc dù không có nhiều cầu thủ hay, nhưng mà khi những cầu thủ nó không hay mà họ về đội tuyển quốc gia thì họ những cái sự phối kết hợp của họ lại thì họ thành một cái khối vững chắc hơn, họ thi đấu nó một cách nó liều lĩnh mà kỷ luật, và lúc nào họ cũng nghĩ là một đội họ cửa dưới nên họ thi đấu rất là chặt chẽ, và họ chỉ chờ sơ hở của đối phương thì họ sẽ làm bàn thôi. Thì nghĩ rằng ngày mai đội tuyển Đức sẽ chật vật trước đội tuyển Scotland mặc dù có một chiến thắng. Hoàng Long, anh Hiệp có nói gì không? Thì nãy giờ anh nghe toàn là nói ca ngợi tuyển Đức đó mà. Còn chuyện còn Scotland sao Hoàng Long? Không, có anh Hiệp vẫn thích, tuy rằng Đức là brand name, là ai cũng kết Đức, là quần áo đẹp nữa đúng không? Nhưng mà lúc nào Eric cũng thích cửa dưới cửa sau không? Tuy rằng cửa dưới cửa sau nhưng mà ai muốn ca gì ca, nhưng mà mình cứ cửa sau mình đi tới thôi đúng không? Anh Hoàng Long nghĩ sao Scotland? Giống như là trên tinh thần là mình phải cân bằng, mình không có cho một khán giả một định để Đức lớn 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 sợ quá, cho nên cái này là một cái đọc biết được cái thống kê là đội tuyển Đức sau 3 mùa giải lớn từ Euro 2016, World Cup 2018 và Euro 2020, 3 trận ra quân đầu tiên của Đức đều là bị bại đó. Mọi người nên ghi nhận cái đó nha. Với lại như vậy, cái giải châu Âu á năm nay nó tới rất là lẹ. Những cái giải vô địch các quốc gia của châu Âu nó mới kết thúc khoảng 20 tháng 5, 26 tháng 5. Thì bây giờ mới có 3 tuần thôi. Thường thường á các cầu thủ sau một cái mùa giải cài ải á thì người ta sẽ có một thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng mà năm nay sau khi giải vô địch vừa chấm dứt thì các cầu thủ lại tập trung vào đội tuyển. Đó. Đội Đức năm nay được cầm bởi huấn luyện viên rất là trẻ, 37 tuổi. Đó là một cái yếu tố là mà Đức không có tham gia vòng loại, cho nên mọi người chưa thấy được cái tài của người huấn luyện viên trẻ này. Ngay cả huấn luyện viên trẻ 37 tuổi trong đội tuyển Đức hiện bây giờ có cầu thủ 34 tuổi, bằng coi như là gần bằng lứa đó. Thomas Müller cũng là lớn. Dạ không, thì tại vì thật sự mà nói là em nghĩ là vì cái yếu tố sân nhà và có khán giả, và vì một cái trận đấu nó quá quan trọng đi, em nghĩ một cách nào đó Đức sẽ nick một cái chiến thắng rất là xích sao. Nhưng mà tại vì khi nói rộng ra mình nhìn về Scotland á, tại sao nói Scotland rất là mạnh, bởi vì ở cái vòng loại Euro Scotland nằm chung bảng với lại Na Uy và Spain, Tây Ban Nha, vậy mà cuối cùng Scotland lại đứng hạng nhì, là thắng trận thắng Tây Ban Nha trận đầu tiên luôn. Và quý vị biết, nếu mà bị theo dõi bóng đá thì biết là Na Uy là có Haaland và có Odegaard, hai cầu thủ phải nói là hay nhất, một trong top những cầu thủ hay nhất ở ngoại hạng Anh mà không vượt qua được Scotland. Phải nói là Scotland cái sự họ chuẩn bị đến cái vòng chung kết Euro này rất là tốt. Và nhìn sau nữa thì Đức những cái trận giao hữu gần đây rất là phập phù, trận gần nhất thì họ thắng, trận gần nhất thì họ thắng. Với lại có một số tin về phòng thay đồ của Đức cũng có vấn đề. Huy nói như vậy, mặc dù là sân nhà khán giả nhà nhưng mà nên nhớ cầu thủ ra sân vẫn còn bị áp lực. Mình có những yếu tố đó mình nghĩ là mình hơn người ta, nhưng mà ra sân cầu thủ sẽ bị áp lực. Với lại Scotland. Vậy thì cái lý do duy nhất mà em nghĩ Đức có thể thắng một bàn là vì sân nhà thôi. Nhưng mà nếu mà trận này mà ở một sân trung lập thì em nghĩ là tự hòa đó, có thể là hòa rất là. Với lại năm nay cái đội tuyển Đức đó, nó không có xây dựng trên một cái đội tuyển, một cái đội câu lạc bộ giống như hồi xưa Đức thường lấy. Năm nay đó, các cầu thủ được lấy từ các câu lạc bộ đều nhau. Đúng. Với lại thường thường á huấn luyện viên thì mình nói đội tuyển quốc gia mà tập trung trong có 2 tuần 3 tuần thì bây giờ cầu thủ thì sẽ thi đấu nha, bằng cái bản tính của mình hơn là chiến thuật của huấn luyện viên.
nhiều khi cũng không được hiểu, hiểu ý, chưa hiểu ý nhau cho mấy đây nó... Vậy theo anh Hoàng là Đức ngày mai bây giờ ngày mai cũng là đúng là một trận rất là khó khăn. Ngay quay lại năm 98 Đức gặp Scotland, cũng gặp Ba Tây ở trận đầu tiên, thì mọi người trên thế giới đều nghĩ là Ba Tây sẽ thắng cái trận đó rất là vẻ vang này nọ, dễ dàng phải không? Nhưng mà trận đó Brazil thắng rất là chật vật, tới phút 7 hình như là gần hết hiệp 2 đó, bắt đầu mới giải tỏa được cơn khát bàn thắng. Rồi để trận đó hình như là Brazil thắng 2-1. Tại vì Scotland họ không có cầu thủ nổi trội giống như là cầu thủ sao số như những cái đội khác. Nhưng mà họ là, các cầu thủ của họ là những cầu thủ mà đã chinh chiến ở các giải của giải Anh nhiều. Vì ở khu tiền vệ giữa sân thì mọi người cứ nghĩ rằng là McTominay. Thì nhưng mà bên cạnh đó, những bên cạnh đó có nhiều người cứ nói rằng là một cầu thủ sao ở trong cái đội hình thì là có thể là khó đá hơn. Tại vì mọi người biết rằng mà sao ở trong sân thì có bành bao nhiêu cái tiền tập trung cho anh đó. Cái đó là theo kinh nghiệm của riêng của anh Thế đâu. Ở cái trong sân là chỉ có anh Thế thôi, không ngoài sân mà không có anh Thế là không có star đúng không? Lúc nào anh Thế không có bành đó. Bây giờ làm sao? Tại vì tin tưởng thôi. Bây giờ chẳng hạn như xác suất mình đá banh, mình cứ ban bạc cầm banh nhiều, mình cứ dỗ. Khi mà mình có chỗ trống, có khe, mình thảy hay là mình chồng biên, mình xuống biên, mình nhìn, mình lật lên thì mấy cái đó thì bây giờ độ nào đá cũng được. Nhưng mà ở cái vị trí mà cá nhân các cầu thủ hay cái tính đột biến họ cao hơn rất nhiều, họ có thể thay đổi cục diện trận đấu. Chẳng hạn như tại sao mà cả một đội Argentina, đâu phải là đội Argentina đá không hay đâu, nhưng mà họ phải thi đấu vì Messi. Rồi xong rồi Messi đá là có banh bao nhiêu, tất cả mọi người có banh đều đưa cho Messi, hay là đội Bồ Đào Nha Ronaldo, thì đội Ba Lan Lewandowski, thì mọi người cứ nghĩ rằng là khi mà một cái đội banh mà có một ngôi sao số trong đó thì cái tinh thần đội banh, các đàn em, các vệ tinh xung quanh họ có động lực, họ có tinh thần hơn, thì cái đó là hiển nhiên rồi. Thì cũng giống như đội tuyển Đức dài ạch trong những tháng qua, nhưng mà sự trở lại của Toni Kroos thì mọi người cũng nghĩ rằng là bên cạnh các ngôi sao đã thành danh nhiều năm, kinh nghiệm mà họ thi đấu là các cầu thủ trẻ máu lửa, thì huấn luyện viên ông làm sao phải kết hợp lại được giữa cái lớp cầu thủ lớn, cầu thủ trẻ, và họ thi đấu có những cái đấu pháp nào riêng cho từng trận đấu, trên cái đấu pháp đó thi đấu làm sao cho chứ cái đối thủ của mình, thì mình huấn luyện viên chọn đấu pháp nào thích hợp thì cái đó mới đem lại thành công. Mà với lại đội banh, chiều sâu lực lượng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Một cầu thủ chính thì bên cạnh đó phải có một cầu thủ mà ở vào từ băng ghế dự bị, thi đấu phải không được 10 thì cũng được 8, được 7, thì là cái huấn luyện viên ổng mới áp dụng được cái đấu pháp, ổng áp đặt được cái đấu pháp của ổng lên trên cái độ khác được thì mới thành công và đi vô sâu được. Về trận ngày mai đi, Buffon Hoàng Long nghĩ tỷ số nó ra như thế nào? Em đoán trận ngày mai sẽ có tỷ số hòa. Một câu xanh rờn nha. Eric Hiệp sẽ đoán là 1-1 hòa, nhưng mà em một đều. Danny Huy. Dạ em nghĩ em nghĩ Scotland có thể sẽ ghi bàn được, cho nên là em vẫn giữ quan điểm là Đức sẽ thắng một bàn, thế là 2-1 hoặc 3-2 nha. Đánh over đi. Theo Huy là ai? Theo Huy là over, đừng theo Eric là under. Anh đổ over 2.75, Đức chấp 1.5. Cái đó là tại sao mà trong tất cả các chương trình mà thi thế làm từ trước tới giờ thì Mai Thế vẫn dựa vào cái nhận định của hãng cá cược
Và tại vì Ba Thi Thế cũng vừa đề cập trước chương trình là tương quan lực lượng, những cái gì mà update liên tục mà mọi người chưa biết mà hãng cá cược đều biết, đó là lý do tại sao mà đôi khi mình phải nói rằng cái đội kia bỗng dưng cái mình nói thí dụ như đang chấp 1.5 trái đi, đùng cái tự nhiên cái mọi người đang thấy tự nhiên sẽ chấp xuống còn 1 trái, phải có lý do gì mới là như vậy. Cái đó là sự thật. Và muốn nói nếu mà không tin cũng phải tin. Vậy thì số như thế nào, nói đi. Mà thì tôi nghĩ rằng ngày mai là dám nói là có một trận huề luôn. Huề. Còn nếu mà ai mà nằm Scotland thì thấy cảm thấy là nằm Scotland có cơ hội hơn. Nếu đội tuyển Đức dựa vào sân nhà, khán giả nhà và được thi đấu ở trận mở màn, nói chung là trong một giải đấu mà được thi đấu ở trận đầu tiên và ở trận cuối cùng là hai trận banh là quá đẹp. Đó là ở trận mở màn và ở trận chung kết, thì là mặc dù thi đấu sân nhà trận mở màn thì là lợi thế rất nhiều đội tuyển Đức, nhưng mà đôi khi khán giả nhà sân nhà vẫn là con dao hai lưỡi. Tại vì mình nói thí dụ nguyên cả hiệp 1 tấn công hoài đá không vào, hay là càng đá không vào thì khán giả nôn nóng, cái bầu không khí mà nó làm cho cầu thủ nhiều lúc mình đá vào thì đôi chân của mình thánh thoát hơn. Các cầu thủ họ triển khai lối chơi và họ lắng nghe đấu pháp của huấn luyện viên thì họ triển khai lối chơi họ nhịp nhàng thánh thoát hơn. Mà khi mà anh đá không được như ý của mình muốn, hay là đội bạn họ đá họ cứ kìm chân mình, rồi xong rồi những cái đường tấn công của mình đều bị hàng hậu vệ bên kia họ chặn lại, họ bẻ gãy hết, thì là dưới cái bầu không khí của một sân vận động mà cổ vũ của khán giả nhà vẫn là con dao hai lưỡi, mà nó lại tâm lý nặng hơn cho các cầu thủ ở sân nhà khi mình không có được một cái sự mong muốn như là của ban huấn luyện đưa ra. More pressure. Pressure. Thì thôi, một lần nữa thì nếu quý vị ngày mai ai có thể tranh thủ báo bệnh hay là ra sớm thứ sáu ngày mai có thể là báo bệnh hay ra sớm gì đó, thì tới những địa điểm thì anh chưa chương trình này lên bao giờ mới lên trên cho mọi người thấy. Bây giờ là thường thường là sau bữa ăn tối hả? Sau bữa ăn tối không, chương trình hôm nay nè, hôm nay thì có thể là bữa nay tiệm cho tối giờ tối nay mời khán giả 9 giờ sáng ngày mai là có. Mời khán giả đón xem đi, rồi anh Hiệp có những cái information gì cho cái trận cho theo dõi ở đâu anh sẽ bỏ vô. Anh Hiệp chút xíu nữa anh Hiệp là kẹt quay một show nữa rồi, thì có thể sau một show đó nữa thì anh Hiệp mới bắt đầu bỏ cái chương trình này lên. Thì ngày mai mọi người có thể coi đâu, Facebook là tên gì, YouTube tên gì, cái chương trình này có thể trên YouTube và Facebook của Eric hay là của bên em sẽ share, anh Thế share, Daniel Huy share và em sẽ bỏ cái link ở dưới nếu mà quý vị muốn coi xem cái chương trình này. Anh em cũng ráng cố gắng là trong một ngày quý khán giả đi làm mà không có thời gian đọc báo nghe đài thì anh em thì tụi em sẽ tổng hợp lại hoặc là ai biết cái gì đó thì bỏ vô để cho mình rút ngắn cái thời gian mình có ý kiến gì cứ comment gì cái comment giùm Eric, những cái tin cập nhật mới cập nhật nhất về các thông tin mà giải Euro thì anh em chúng tôi sẽ cập nhật ở trên chương trình. Thì quý vị một lần nữa quý vị đến những nơi mà rất vui để xem cho chương trình Euro, đó là cà phê Giao Sài Gòn ngay góc Brockhurst Margot, hay là cà phê Dễ Thương, hay là Gypsy, hay là cà phê 195. Thì những nơi đó là những người đến có thể coi tất cả các trận banh của Euro hay là Copa America, và sẽ gặp những người yêu bộ môn bóng đá sẽ có thể nói chuyện với quý vị. Thì một lần nữa thay mặt cho Eric Hiệp, Danny Huy và Bố Phong Hoàng Long chúc quý vị có một mùa Euro thật là vui vẻ và luôn luôn lúc nào cũng sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình của mình. Thì một lần nữa ekip Let's Kick It xin kính chào và hẹn gặp lại.
Bye.